khánh mình nè đó à, và anh vẫn bán quen thuộc là mấy con rồi đã quá ha, còn có mấy con rồi bán là có cá giống cá máy luôn, cá đẹp không ha, cái cục oxy để cho đây là cận cảnh mấy hồng mấy tàu cá của anh. Chào cả nhà nha, hôm nay thì qua Tết, bữa nay là mùng 10 Tết thì Hiểm Tuấn bắt đầu là mưu sinh đi bán cá đi thi ở ngoài chợ, tiếp tục lại bình thường rồi. Thì địa điểm anh Tuấn quen thuộc của anh Tuấn là các chợ, các trường học đó, thì hôm nay học sinh cấp nhỏ chưa có vô học, học sinh lớp lớn thì lớp 9 với lớp 12 đi học rồi. Thì anh Tuấn cũng chuẩn bị vài bữa nữa anh đi bán đó. Bữa nay là anh bán ngoài chợ Hòa Khánh mình nè đó. Cái nhà mình có đi chợ thì có thể gặp anh mua ủng hộ anh nha. Nè anh tiếp tục mưu sinh với nghề bán cá đó. Bữa nay là khách hàng ngoài lớn người ta đi chợ mua, bữa nay là ngày mùng 10, ngày vía thần tài à, và anh vẫn bán quen thuộc là mấy con ba nè, ba rồi bên kia là cá ba đuôi nè, còn bên kia là thau cá chép bình thường á. Ba đuôi này người ta mua cá chép hết trơn, nguyên thau luôn, nguyên vỏ luôn. Trời ơi, này người ta mua cá chép là mua nguyên vỏ luôn kìa. Người lớn người ta mua là nguyên vỏ luôn. Mua nguyên vỏ hết luôn hên. Hết thau cá chép của anh luôn rồi. Rồi, đã quá ha. Cái này là anh Tuấn may mắn nhập khách hàng mua hết trơn luôn. Rồi anh bán còn mấy con ba nè. Thì mọi người mà thích anh Tuấn bán ở địa này lúc nào thì mọi người comment bên dưới video thì anh Tuấn anh sẽ bán cho mọi người nha, đi nha. Anh ở khu vực Hòa Khánh, cái bè Tiền Giang gần gần ở Vĩnh Long rồi thì anh còn đi bán, xa quá thì chắc anh đi bán không được. Giờ bữa nay quầy cá của anh Tuấn với những con cá như thế này nè, ngày nào anh cũng nhập cá mới không à. Bữa nay mình ra trễ thì giờ này cũng tầm 8-9 giờ rồi, cũng còn có mấy con à. Thường thường hàng ngày anh bán có cá giống cá mái luôn đó, mình mua về mình ép đây, còn là cá đẹp không ha. Nay rồi cá của anh Tuấn còn đơn giản là như đây thôi, ngoài chào thôi bị ồn á nên mình nói chuyện mình sợ khó bị nghe, rất là nhiều cá ha. Đó, đây là con cá sim nè, con này là con sim xanh ha, sim xanh hay sim lửa gì, cái đuôi nó đỏ đỏ nên mình không gành, tại vì mình không phải là dân chuyên nghiệp chơi cá. Sáng giờ là chắc mình nghĩ là anh đem theo nhiều quá, lúc trước mình thấy anh thiết kế chiếc xe mà mấy bữa nay sao ngày đầu tiên mình đi ra chợ mình thấy anh bán mình quay này chứ hổm ngày mình không có thấy nữa. Từ Tết giờ thì mình chỉ quay video vì Tết thôi, Tết với thả diều rồi chắc là chuẩn bị bước vào mùa diều rồi, mình sắp tới mình đây mình sẽ đi quay những cái video về thả diều đó. Đây anh bán mấy cái cục oxy để cho máy oxy nữa nha mọi người, mấy cái máy oxy này nữa mình đặt thì anh Tuấn sẽ mua anh giao luôn. Đây cái dây thở luôn nè, ống oxy, bình oxy gì đó, đó thì cá luôn. Đây là cận cảnh mấy thau cá của anh Tuấn, gồm có cá bình tích đó, chân trâu á, thì có mấy con này cái đuôi nó đẹp quá, có màu vàng vàng này nè đó, rất là nhiều cá ha. Cả nhà mình có mua, thường thường ngoài người lớn người ta đi chợ người ta mua về cho ăn mũi lăng quăng á. Còn ở đây là thau cá ba đuôi nè, để mình thấy rất là nhiều cá chép coi mà người ta mua hết trơn rồi đó, mấy con lăng quăng nhỏ nhỏ luôn. Ủa em thấy cái con này nó có cái đuôi nó lạ quá anh, cá gì vậy? Cái nó là cái câu cái đuôi nó lạ hơn mấy con kia á, đuôi nó cong lên nè, chân câu đuôi thẳng vậy, cái đuôi nó khác khác mấy con kia, cái trống nó đẹp lắm, cái trống mà cá chú ơi, ba đuôi hoặc kiếm, ba đuôi hả? Dạ ba đuôi hoặc kiếm. Thôi giờ sao ghi? Cái gì vậy? Dạ cái này đây nè chú. Đi thi ở đây nè chú.
Đó ông chú ông nghía cá nữa kìa. Trời ơi, con này nó sung hết đỏ quét hả? Hả? 20 ngàn con. Không bán con không biết con. 20 ngàn con nước. Có mua chưa? Dạ chú mua đi con, con coi à, chú mua đi. Cá chú đẹp nữa. Cái đó con nào lấy đi đi. Đâu á. Trời ơi, này là nguyên một bầy cá ba đuôi luôn. Quá trời cá ba đuôi luôn. Quá trời ba đuôi luôn. Ba đuôi con không à. Này anh bán cũng giá rất là bình dân ha. Cả nhà mình có thích mua thì ủng hộ ha. Anh bán giá bình dân không có mắc. Bên này cũng thích mua hết trơn. Khách người ta đi qua đi lại, người ta cũng nghía, người ta coi về cá của anh Tuấn nè. Hả? Đó đây mình có thể tha hồ lựa chọn, thích thì mua, không thích thì thôi. Đây mấy cái ông chú người lớn người ta đi chợ người ta mua cho con người ta kìa. Con cho cháu gì chơi. Đó. Anh Tuấn anh bán giá bình dân á, bởi vì người lớn, người phụ huynh đồ á, học sinh ví dụ nó không có tiền á, thì người lớn người ta mua cho về nuôi chơi kiển rồi. Mình chăm sóc nó, hở mình cũng xiên mấy lần trước mình cũng hay mua lắm. Có ông chú ngồi ông lựa ông về cho cháu. Nay hết sáng giờ bán hết cá còn mấy con ha. Cá này mừng à hả? Bốn con luôn. Nhìn sang keo. Đó cách mình mua. Đa phần là người ta chọn được một mũ để đi đường xa, cá nó không bị sốc con cá, để vô một mũ thì mình có thể chạy thoải mái. Cá này hả? Đâu còn oxy đâu. Nên vô cá. Nay còn có 4 con duy nhất nữa là anh hết luôn, anh đi về luôn rồi. Nay đi đám bây giờ thấy mua cá cho cháu vậy? Đi đám đây nè mà mấy nhỏ nó về hết hết cho mấy cá. Dạ. Không biết trong quán mấy cá nhộn luôn. Bán cá cột ghế cũng quen ha. Đó ông chú không mua cá về cho cháu không? Đi xa không thấy. Này anh mua mấy con cá li thia không à?